CD thơ Là Em của tác giả bác sĩ Lê Trọng Kim. Kính thưa quý vị và các bạn, em và anh là hai tiếng gọi xưng hô nhau thân thương, trìu mến của con người hiện đại ngày nay. Và nếu một đôi tình nhân gọi nhau như thế, thì những từ đó như chứa đựng cả một trời yêu thương, hạnh phúc. Và ngày nào mà họ còn gọi nhau tha thiết như thế, thì ái tình như còn nồng nàn, tha thiết lắm. Là em của anh, với tất cả những yêu thương nồng thắm nhất dành cho anh. Từng ngày em yêu anh và mãi mãi không đổi rời. Dẫu cho cuộc sống này có phong ba bão tố, em yêu anh, tình yêu ấy sẽ mãi luôn là như thế. Là em yêu của anh, người mà ngoài ba mẹ của anh ra, anh yêu thương nhiều nhất trên cõi đời này, và là người mà anh gắn bó khăng khít nhất và dài lâu nhất trên thế gian này. Là em đó, những gì anh có được trên thế gian này phần lớn là nhờ em. Và với mọi người trên trái đất này có lẽ cũng đều là như thế cả. Không có em, thế gian này sẽ đổ vỡ, trên trái đất này sẽ không còn ai nữa. Đừng nói chi đến những thành tựu về khoa học và những văn minh tiến hóa của loài người. Em lại đẹp hơn bất cứ thứ gì có trên đời này, cho dấu đó là những kỳ quan thiên nhiên hay nhân tạo của thế giới. Nếu không có em thì mọi thứ còn lại trên thế gian này như là vô nghĩa với anh. Em là dịu dàng duyên dáng, từ dáng đi, tiếng cười, lời nói, từ ánh mắt, bờ môi. Em cũng đã chịu thương chịu khó, âm thầm thương yêu và luôn nhẫn nại yêu anh. Tình cảm của em mênh mông và sâu thẳm hơn lòng biển, chỉ biết thương, biết lo. Và vì thế hệ tương lai của chúng ta, của nhân loại, mà nhiều khi em quên đi cả sinh mệnh của mình. Trên thế gian này còn có gì đẹp hơn em? Những điều sâu sắc thầm kín đó ít khi ta nói hết với người ta thương yêu. Và ngoài đời đa số người ta cũng thế, dù biết rằng họ cũng yêu thương người họ thương nhiều lắm, nhưng nói với người thương thì như ít lắm, và ít có ai mà nói được cho đủ đầy cùng em. Nhưng rất may hãy còn đây văn thơ và nhạc để cho ta chiêm nghiệm, soi xét về tình ta với em. Và tập thơ này là tác phẩm mà ta cần đọc để mình thấy như có một phần tâm tư muốn nói với em. Em là bông hoa đẹp nhất và thơm nhất với ta trên cõi đời này. Hãy giữ cho bông hoa ấy mãi không úa tàn, phai nhạt, để cánh hoa lòng em luôn còn nở mãi với ta, và sẽ cho đời ta nhiều hương thơm bát ngát. Tập thơ này là của tác giả bác sĩ Lê Trọng Kim, được nhà xuất bản Văn học Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phát hành năm 2017. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một số bài thơ trong tập thơ Là Em của tác giả bác sĩ Lê Trọng Kim, qua các giọng diễn ngâm nghệ sĩ Hoàng Đức Tâm, Ngọc Quang, Thu Thủy, Nhật Quỳnh và Thủy Dương.
không có em, đời buồn như sa mạc, cảnh điều hiu vắng vẻ như không người, không cỏ cây và cũng không hoa nở, muôn loài sẽ héo úa chẳng còn tươi. Anh không nghe và không thấy gì nữa, trời sẽ khóc và trăng cũng lạnh luôn, mây sẽ về cho thêm màu u ám, suốt đêm ngày trời chỉ đổ mưa tuôn. Xin đi thơ Nếu đời không có em, của tác giả bác sĩ Lê Trọng Kim. Kính thưa quý vị, ái tình là thứ tình cảm yêu thương của một đôi nam nữ ở một cung bậc cao nhất của tình người. Vì thế mà khi sợi dây ái tình vì lý do nào đó lại bị lỏng lẻo, nhạt phai hay bị vụn vỡ, thì sự hụt hẫng, oán hận hay khổ đau, nuối tiếc, khóc than cứ vang rền trong trời đất và đã thành biết bao câu thơ, tiếng nhạc để giải bày tâm tư hay để thỏa nỗi lòng oán than hờn trách hoặc nhớ thương tiếc nuối mãi trên đời này. Nếu đời không có em hay đời không có anh đều là nỗi đau khổ thiếu thốn của người còn lại. Và nếu thế gian này không có một nửa nhân loại thì con người rồi cũng sẽ mau chóng bị diệt vong. Còn nói gì nữa đến những tiến bộ trên con đường văn minh, tiến hóa về nhân văn và khoa học. Và tập thơ Nếu đời không có em là những suy tư theo chiều hướng đó. Tình yêu vốn không có tội, chỉ tội ở những ai không trọn lòng yêu thương, không nhớ đến tình sâu nghĩa nặng, hay trách cho ai có tình mà đã không biết gìn giữ, không hết lòng tôn trọng tình yêu của mình. Nhưng những vấp ngã trên đường tình, nếu chẳng may ta gặp phải thì cũng nên bình tĩnh xử lý cho khôn ngoan. Và nếu tình thật sự đã ra đi rồi thì cũng nên mạnh mẽ mà đứng dậy để đi tiếp con đường tình và cuộc đời của ta, chứ đừng gục ngã luôn. Đời vẫn còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ ta. Cuộc đời luôn là đáng quý với mọi người. Tập thơ Nếu đời không có em của tác giả bác sĩ Lê Trọng Kim được nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh phát hành năm 2017. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu một số bài thơ trong tập thơ này qua các giọng diễn ngâm Đức Tâm, Kim Luyên, Thu Thủy, Phạm Thạch và Thủy Dương. Tình yêu không có tuổi của tác giả bác sĩ Lê Trọng Kim. Thơ khác với văn. Văn nói vật gì ra vật ấy, thứ nào ra thứ ấy. Nói sông thì là con sông với dòng nước đang chảy. Nói núi thì là ngọn núi cao đang đứng sừng sững giữa trời,
hay núi xanh, chạy dài sang ngút ngàn, cho ta nhìn đến cuối tầm mắt của ta. Chỉ thế thôi. Và nếu có muốn nói gì thêm về dòng sông hay ngọn núi ấy, thì tác giả cũng sẽ nói rõ ràng, rành mạch, mà người đọc không cần phải liên tưởng nghĩ suy nhiều, không cần phải thả tâm hồn của mình miên man theo dòng sông hay dãy núi ấy như trong thơ. Và chính điều khác nhau ấy mới làm ra cái hay của thơ ca. Thơ đã biến con sông nọ, dãy núi kia trở nên thơ, thành thơ, và tùy cách diễn đạt của từng người làm thơ và cách hiểu của từng người đọc thơ, mà cái chất thơ ấy có độ biến hóa, phong phú, huyền ảo, nhiều hay ít, thơ là thế đấy. Ta nhìn biển, biển là biển đúng rồi, dưới mắt mọi người là thế, dưới mắt nhà thơ cũng là thế. Nhưng khi biển đi vào trong thơ, thì biển không chỉ là biển, mà biển còn là hiện thân cho một ai đó. Biển là anh, khi đang hãi hùng, quặn trào, cuộn sôi, dữ dội. Để rồi, những con sóng to cứ điên khùng đập mạnh vào bờ cát. Và bờ là ai, mà lúc nào như cũng âm thầm chịu đựng như thế. Nhưng rất nhiều lúc biển cũng êm đềm phẳng lặng để những con thuyền lướt nhẹ êm trên mặt biển. Biển cũng rì rào vỗ sóng bên mạn thuyền, hay lăn tăn sóng vỗ cho bờ mát mẻ, vui tươi. Lòng biển cũng mênh mông, sâu thẳm như không bờ bến. Và tình biển vẫn luôn mặn nồng như vị muối. Muôn đời biển vẫn thế, biển cũng là em. Phải, lòng em cũng như lòng biển, tình em cũng như tình biển. Em là biển và biển cũng là em. Vì thế nên anh mãi viết về biển, như anh viết mãi về em. Và anh viết hoài mà vẫn còn, viết mãi vẫn chưa thôi, phải không anh? Bởi lòng biển bao la, sâu thẳm, tình biển vẫn luôn mặn nồng, dịu êm, ấm áp như tình em và như lòng em vậy. Và có lẽ vì thế mà anh viết mãi vẫn chưa thỏa nỗi lòng anh. Cũng phải thôi, vì mỗi sáng dậy biển đã cận kề bên anh, sóng đã rì rào khóc hát yêu thương bên anh. Em vẫn luôn nồng nàn tha thiết bên anh đó. Cũng như lòng em biết anh cũng cảm nhận được hạnh phúc ấy, và anh cũng đã vui sướng ngất ngây. Ngày tháng cứ thế đi qua trong niềm hạnh phúc hoan lạc. Không có anh, có còn nhớ từ ngày nào ta đã đến với nhau, hạnh phúc bên nhau, hay ta cứ thế mà dành sự ấm êm cho nhau từng ngày cứ chồng chất yêu thương và hạnh phúc cho nhau, mà ta không cần phải tính ngày, tính tháng nữa, phải không anh? Vì ta đã bên nhau, và hạnh phúc bên nhau sẽ là mãi mãi kia mà. Và cứ thế, mỗi sáng, trưa, chiều, tối, dù đi đâu anh cũng nhớ về em. Lòng vẫn luôn nôn nao xao xuyến, muốn về bên em, bên biển yêu thương của anh. Để rồi những cảm xúc yêu thương dâng trào, ngập tràn trong anh, anh lại nói lời yêu thương nồng thắm ngất ngây với em. Ôi, anh đã tặng cho biển xanh, cho biển lòng của anh những lời yêu thương mà anh đã thầm nhớ và thương yêu tha thiết nhất. Và đã là mỗi ngày như thế, thì thời gian còn, ngày còn, là anh còn viết về em, về biển thân thương của anh. Thế nên em biết
là sẽ không thể hết lời thương trong anh dành cho em. Không thể hết và mãi mãi không thể hết. Như con sóng ngoài xa khơi kia của biển, vẫn mãi mãi còn nối tiếp nhau dồn vỗ vào bờ bãi yêu thương, chiều mến của biển vậy. Và nếu mỗi con sóng là lời ru của biển dành gửi cho bờ, thì mỗi bài thơ của anh đã là một bản tình ca tha thiết ngất ngây với em. Anh biết thế, và anh cũng biết em trân trọng những bản tình ca anh viết cho em biết dường nào. Nên dù dòng thơ có lỡ dang dở, anh vẫn nối tiếp và viết gửi về em. Và còn gì làm rung động lòng em hơn thế? Anh đã dành trọn cả tình yêu trong anh viết cho em, cũng như biển đã dành trọn cả những con sóng chỉ để hôn bờ. Tình yêu trong em cũng thế, là biển, biển đã dành cho anh tất cả và nhận từ anh trái tim hết lòng yêu quý biển. Anh ví em là biển, nhưng biển đôi khi cũng hờn dỗi và buông sóng dữ làm cho bờ đau. Anh bảo em dịu em và nồng thắm như biển. Thôi thì em dặn lòng hãy mãi xứng với lời anh nhé. Và anh yêu đang viết cho em, viết về em. Em đang chờ đọc thơ tình anh viết về biển của anh đây, anh ạ. CD thơ Tình buồn xa cách một của tác giả bác sĩ Lê Trọng Kim. Kính thưa quý vị và các bạn, yêu là không nhất thiết phải ở bên nhau mỗi ngày, nhưng nếu yêu mà cứ xa nhau mỗi ngày thì dù tình có nồng nàn ấm áp ở trong tim, tình ấy cũng sẽ mang một nỗi buồn dằn vặt, lai láng, dai dẳng như nhuộm tím trái tim ta với những niềm yêu thương nhung nhớ đến tận cùng và với bao khắc khoải đợi chờ. Và nếu như ta chỉ chờ đợi một người đi rồi sẽ về, người xa rồi sẽ gần lại bên nhau, người hẹn sẽ không quên, và những ngày tháng xa nhau ấy chỉ là ngắn ngủi, là tạm thời, thì sự chờ đợi như không có ý nghĩa buồn rầu, khổ đau, mà sẽ còn làm cho lòng ta thêm nhung nhớ và để cho ta như chuẩn bị sẵn cho ngày về, ngày gặp lại, tình sẽ càng thêm nồng nàn tha thiết. Nhưng nếu thời gian đợi chờ là vô hạn thì người đi đã không còn muốn trở về, người hẹn như không còn muốn đến, thì tình chỉ còn là nỗi niềm cay đắng cho ai vướng phải một tình yêu hời hợt, dễ nhạt phai úa tàn. Còn nếu như người mà họ mong chờ đã vì những trắc trở đến độ phải chia ly, hay như người ấy đã không còn nữa, đời đã ly biệt, thì đó là nỗi nhớ thương tiếc nuối và buồn tủi cho đời ai đã trở nên bất hạnh với duyên tình mà họ đã xe kết và cột chặt. Dẫu biết rằng trên cõi đời này những cuộc tình dang dở cũng không phải là hiếm,
có lắm tình giang dở, vì nó không thể không giang dở. Mà có khi nếu giang dở, chia lìa càng sớm thì sẽ càng tốt. Nhưng cũng có lắm cuộc tình mà lòng người trong cuộc đã tạc dạ, nguyện sẽ tất cả vì nhau và có nhau mãi mãi, nhưng lại phải chia lìa ly biệt. Đau nào bằng nỗi đau khi mộng ước yêu thương đã được như ý, và những tưởng tình sẽ mãi mãi êm đềm để đời có được một tình yêu nồng thắm, ấm êm bền chặt dài lâu. Rồi bỗng chốc tất cả như đổ vỡ, mất mát không còn gì nữa. Tình nhiều khi là trớ trêu như thế, và họ chỉ còn biết lau nước mắt và gượng dậy để đi tiếp cuộc đời mình. Họ đi mà lòng trĩu nặng, và rất nhiều lúc lòng họ sẽ ứa lệ vì thương nhớ người xưa, và thương cho đời họ tình đã thắm nồng nhưng hạnh phúc tình đã xa vời. Hay hạnh phúc ấy đã đến rồi nhưng lại chỉ ngắn ngủi rồi vụt bay đi. Nỗi khổ tình là như thế. Nên nếu khi ai đó có một tình yêu rất nồng nàn, rất tha thiết, yêu thương, rồi lỡ vì lý do nào đó, vì hoàn cảnh nào đó mà họ phải xa nhau với biết bao nỗi thương yêu nhung nhớ trong từng ngày, từng tháng đợi chờ. Đôi lần họ tưởng như tình xa cách như có chút nhạt phai, và lòng họ cũng có chút lo lắng. Nhưng rồi người xa lại về, tình xa bao năm tháng như vẫn còn vẹn nguyên, với tất cả những nồng nàn tha thiết như ngày nào. Không những vậy mà tình ấy càng thêm nhiều yêu thương sau bao ngày họ xa cách. Và tình của họ chắc là sẽ không bao giờ có phai nhạt được nữa. Hạnh phúc tình không ít người đã có được như thế, và tình của họ mới đích thực là yêu và thương. Và đây là tập thơ tình của tác giả viết về những mảnh tình yêu thương thắm thiết và bền chặt ấy. Chúng tôi xin giới thiệu một số bài thơ trong tập thơ Tình buồn xa cách 1 của tác giả bác sĩ Lê Trọng Kim qua các dòng diễn ngâm nghệ sĩ Hoàng Đức Tâm, Kim Luyên, Nhật Quỳnh, Phan Xuân Thi và Thùy Dương. CD thơ Tình buồn xa cách 2 của tác giả bác sĩ Lê Trọng Kim. Kính thưa quý vị, tôi xin kể với các bạn một câu chuyện ngắn thay cho lời giới thiệu tập thơ Tình buồn xa cách 2. Có một người nọ, anh ta rất nhớ người yêu, nhớ nhiều lắm, và nhớ nhất là vào những buổi chiều. Vì không gian buổi chiều rất gợi cho lòng người nhớ lại những kỷ niệm yêu thương, và nhớ hình bóng của người mà họ luôn hết lòng yêu thương. Và thế là chiều chiều anh ta hay đi một mình trên bãi biển vắng lặng, nhìn hoàng hôn buông xuống, mặt biển đen, ánh trăng mờ, và đầy những con sóng từ xa cứ chạy vào hôn bờ, rồi trở ra cho những con sóng kế tiếp vào hôn bờ thêm nữa.
Và rồi anh ta nhớ lại những ngày mình nồng ấm với người mình yêu, làm anh ta càng nhớ và càng ao ước phải bây giờ được có người yêu thương ở bên mình. Thế là anh ta cứ gọi tên người yêu và anh ta gào thét: xin trời, xin biển sớm cho người yêu anh ta trở về. Ở một nơi rất xa xăm có một cô gái cũng biết có một chàng trai vì quá nhớ thương cô mà mỗi chiều chàng hay đi trên bãi biển nhìn về phía đông mà gào thét gọi tên cô, nhưng vì công việc nên cô chưa thể về thăm chàng được. Và cô cũng biết vì sao anh ta phải ra biển để gọi tên mình như thế mà không là nơi nào khác. Vì anh ta biết ở nơi xa xôi phía bên kia bờ đại dương, cô vẫn thường đi ra biển để gửi cả tâm hồn vào nỗi nhớ thương chàng. Và nhiều lần cô đã gửi sóng mang những lời yêu thương của cô vượt trùng dương về phía bờ tây của đại dương, đến tận nơi anh ta đang đứng, và trao cho anh ta những lời yêu thương nồng ấm của cô. Anh ta cứ gào thét và gọi mãi tên cô ấy, và rồi cả thánh thần gần đó nghe muốn điếc tai, nên họ thấy ghét anh ta lắm và tưởng anh ta điên. Họ muốn bắt anh ta quăng xuống biển cho chết phức đi. Nhưng anh ta quỳ lạy xin tha mạng, và anh ta kể cho các thần tiên nghe về tình yêu cô gái đã dành cho anh ta, là thứ tình yêu mà trên thế gian này sẽ rất hiếm có. Nên anh ta đã yêu cô ấy nhiều đến độ không còn thứ gì có thể chứa đựng cho hết được tình của anh ta. Các vị thần nghe anh ta kể xong cũng có lòng cảm thương, nhưng cái tội khuấy rối giấc ngủ của thần thánh thì không thể bỏ qua, không thể tha thứ được. Và thế là các thánh thần hỏi tên anh ta, thì ra anh ta là tác giả của tập thơ này. Các thần tiên ghi vào sổ và phạt anh đến 50 roi. Đánh xong thì các vị thần ấy có hứa với anh ta là họ sẽ sớm đưa người yêu của anh ta về với anh ta. Và anh ta dù bị đánh rất đau nhưng vẫn tươi cười và quỳ lạy cảm ơn các thánh thần. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số bài thơ trong tập thơ Tình Buồn Xa Cách 2 của tác giả bác sĩ Lê Trọng Kim, với các giọng diễn ngâm Hoàng Đức Tâm, Kim Luyên, Nhật Quỳnh, Phan Xuân Thi và Thủy Dương. Kính thưa quý vị và các bạn yêu thơ, ghen, một từ rất ngắn gọn nhưng ẩn chứa biết bao nhiêu những suy tư đau buồn khổ lụy, giang dở của những cuộc tình và cuộc đời. Ghen chỉ có một góc nhỏ của sự dễ thương và nũng nịu, khi là những lời hờn mắt chút thôi rồi cười vui trở lại nếu sự nghi ngờ là không đúng, không chính xác, hay như để nhắc khéo người mình yêu thương nếu có lạc lối thì hãy quay đầu trở lại. Đành rằng khi yêu thì ai cũng ghen, và ai đã yêu thì ít nhất một vài lần cái ý tưởng ghen cũng lãng vãng ở trong họ.
ái tình muôn thuở vẫn hay ghen, không ghen tình ấy đến hồi đen. Hai câu thơ trích trong bài Ghen Năm. Nhưng ghen là để giữ người mình yêu thương, chứ không phải để đẩy người mình yêu thương ngày càng ra xa mình. Bởi lẽ nếu ta không còn yêu thương nữa thì hà tất phải ghen cho khổ tâm mệt trí, mà có khi lại dễ sinh ra những chuyện đau lòng làm tổn thương nhau. Đúng như lời thơ của tác giả, những lúc đang ghen lòng như lửa cháy hết rơm rồi mới nghĩ suy. Khi ghen mấy kẻ còn sáng suốt, vì giận bao người phải chia ly, trích trong bài Ghen Năm. Người đời thường hay nhắc đến một mẫu người ghen tuông, điển hình trong truyện Kiều là Hoạn Thư. Ghen là một thuộc tính của tình yêu, cơn ghen là một trong những cơn bốc đồng cuồng nhiệt nhất hầu như có trong rất nhiều người. Xã hội vì ghen và bao gia đình phải tan đàn xẻ nghé, bao nhiêu con trẻ phải bơ vơ côi cút, không bút mực, không nhà thơ, nhà văn nào diễn đạt cho hết được mọi trạng thái và hành động khi ghen. Và cũng không ai có thể thống kê hết được những hậu quả không lành do ghen gây ra. Và đây là một tập thơ rất đặc biệt với tựa đề chỉ một từ ghen. Tập thơ này do nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phát hành năm 2017. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số bài thơ trong tập thơ Ghen với các giọng diễn ngâm Đức Tâm, Kim Luyên, Ngọc Quang, Thu Thủy, Phạm Thạch và Thủy Dương. CD thơ. Cho dù vời vợi chờ mong, của tác giả bác sĩ Lê Trọng Kim. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi cũng như các bạn và có lẽ nhiều người nữa, ai trong chúng ta cũng đều mong muốn có một tình yêu nồng nàn tha thiết. Khi đã yêu ai thì chúng ta đều muốn mình sẽ được người ấy yêu lại và cũng yêu nhiều như chính lòng ta đã yêu. Và chúng ta cũng sẽ ao ước người ấy sẽ cùng ta đi chung nhau đến cuối con đường tình. Sẽ là một đôi uyên ương chung lòng, chung sức dựng xây một tổ ấm cho mình đến cuối cuộc đời này. Khi đang yêu thương nồng ấm, sẽ không có ai muốn mình và người mình yêu thương phải xa cách nhau, cho dù là với bất cứ lý do nào. Và nếu như bất đắc dĩ phải xa nhau, thì những ngày tháng xa nhau ấy sẽ làm cho lòng ta nhớ nhung da diết. Những ngày nhớ đêm mong, những lo lắng cho nhau từng giờ, từng phút. Và nếu như ngày tháng xa nhau ấy là không có hạn định, hay sẽ là vời vợi đợi chờ, thì nỗi khổ đau trong lòng người sẽ không có gì đo đếm cho hết được. Dường như không có niềm vui và hạnh phúc nào hơn khi yêu thương thắm thiết
mà mãi được ở bên nhau. Với biết bao nồng ấm, ta sẽ gửi trao yêu thương cho nhau như từng giờ, từng phút, mỗi ngày đêm và bao năm tháng dài tình vẫn như thế. Tình như sẽ được cho nhau nhiều bất tận, hạnh phúc như mãi cứ dâng trào, rào rạt trong lòng ta. Ai đó đã từng ví hạnh phúc tình yêu chỉ cần có hai trái tim vàng thôi cũng là đủ. Và dù chỉ có một mái nhà tranh thôi là cũng cảm thấy cuộc đời như tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Thế mới biết trong ái tình chỉ cần không xa cách nhau, không xa xôi cách trở, ngày tháng nào cũng như hình với bóng mãi bên nhau thì đã là lắm tuyệt vời. Những ai khi đang yêu thương thắm thiết mà phải chịu cảnh xa cách nhau, sự xa cách ấy là không phải do mình mà do đời, do hoàn cảnh hay do ai đó làm cho họ phải tạm thời chia cắt, thì nỗi khổ đau này có lẽ chỉ ai là người trong cuộc mới thấu hiểu hết những đau đớn của ái tình. Và nếu như thời gian xa cách nhau ấy là dài lâu hay sẽ là diệu vời, thì nỗi thiếu thốn, mất mát, thiệt thòi cho tình yêu của họ là không gì có thể bù đắp lại được. Đời người chỉ có một khoảng thời gian để yêu thương nồng thắm với đầy đủ ý nghĩa của tình yêu. Đời người cũng có hạn, những năm tháng khi đã lỡ để cho qua rồi thì đời ta sẽ mãi không còn trở lại được nữa. Còn biết bao nỗi khổ đau khác nữa, khi yêu mà không được ở bên nhau là nỗi lo trong lòng của mỗi người. Nhất là khi cuộc sống thời nay với vô vàn những thứ cám dỗ, những cạnh tranh về mọi mặt và những phương tiện giao tiếp ngày càng rộng khắp và tiện lợi. Dẫu biết rằng tình ta là vàng đá, người ta yêu thương cũng đã một lòng hứa hẹn, thề nguyện và một dạ tin ta. Nhưng rồi ai cũng sẽ có ít nhiều nỗi lo khi hai người yêu nhau mà mãi ở hai đầu xa xôi cách trở. Ai sẽ vỗ về an ủi cho nhau, và khi cuộc đời cứ mãi hiu quạnh hay những ngày tháng xa cách mà đời họ lỡ có gặp phải những trắc trở đau thương, ai là người gần gũi để dìu nhau, sẻ chia nhau? Gìn lòng để giữ mãi ngọn lửa yêu thương luôn bùng cháy trong lòng mình, trong cảnh phải cách xa nhau dài lâu, cho đến ngày tháng tương phùng mà ngày đoàn tụ chưa biết là bao giờ, thì quả là một tình yêu mà người trong cuộc đã dành cho nhau hết cả trái tim nồng thắm, hết cả yêu thương của cõi lòng, và họ đã hết dạ vì nhau. Những đớn đau, nhớ thương trong nỗi niềm chờ đợi ấy, ta như thấy rất nhiều trong tập thơ này. Nó thể hiện một tình yêu rất nồng nàn, tha thiết đến một cung bậc như cao nhất của cõi tình. Nếu các bạn dành chút thời gian để đọc một vài bài thơ dưới đây, chắc quý vị cũng sẽ thấy như tôi vậy. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số bài thơ trong tập thơ Cho dù vời vợi chờ mong của tác giả bác sĩ Lê Trọng Kim, với các giọng diễn ngâm Hoàng Đức Tâm, Phan Xuân Thi, Kim Luyên, Nhật Quỳnh và Thùy Dương.
CD thơ nói với em của tác giả bác sĩ Lê Trọng Kim. Thương chồng, họ yêu nhau rất nồng nàn tha thiết, nhưng vì hoàn cảnh nên hai người phải sống xa nhau. Nhưng mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, họ luôn rất nhớ thương nhau. Và khi có thời gian rỗi rãnh, dù chỉ một vài phút, họ cũng cố tranh thủ để gặp nhau trên mạng Internet, để hỏi thăm nhau, để biết về nhau, và nhất là họ âu yếm nhau rất nồng ấm, dù chỉ qua lời nói. Và như thế họ cũng thấy có chút ấm lòng trong những ngày tháng phải sống cách xa nhau. Rồi chàng hẹn với nàng là cuối tuần chàng sẽ về với vợ yêu. Thế là nàng thấp thỏm chờ đợi người yêu từng giờ, từng phút. Đã hết ngày thứ bảy mà vẫn chưa thấy người yêu về. Nàng gọi điện thì không liên lạc được. Nàng cứ tưởng là đường xá xa xôi, và có khi do trục trặc đường truyền, hay do điện thoại của chàng có sự cố, nên nàng tự nhủ vẫn sẽ yên tâm chờ đợi cho đến ngày chủ nhật. Dù trong lòng nàng đã thoảng buồn vì thời gian chờ đợi cứ dài ra, thì thời gian họ bên nhau sẽ bị ngắn lại, mà thời gian dành cho họ cuối tuần luôn là không nhiều. Nhưng rồi tin tức nàng mới nhận được là nơi chàng ở đang có chiến sự, và chiến tranh càng bùng nổ dữ dội vào ngày hôm qua. Tự nhiên lòng nàng thấy xốn xang và lo lắng lạ thường. Nàng không thể ăn uống được nữa, cũng không thể nằm hay ngồi chờ đợi người yêu được nữa. Nàng cứ đi ra, đi vào, và càng muốn tìm đọc những tin nóng về vùng chiến sự. Nàng biết chiến sự ở nơi ấy vẫn còn ác liệt lắm, nhưng có lẽ nỗi lo trong lòng nàng giờ đây còn ác liệt hơn cả nơi khói lửa. Bom đạn đang làm cho tính mạng của nhiều người chỉ như chỉ mảnh treo chuông. Thế rồi nàng quyết định là nàng phải nhanh chóng đến nơi ấy ngay. Nàng sẽ tự lái xe, sẽ đi một mình, mà nàng cũng đâu có ai là người thân thích để đi cùng. Thế là nàng đã lái xe băng qua hàng ngàn cây số với tốc độ nhanh nhất có thể được. Nàng đã băng qua mấy tiểu bang, và khi nàng đến thành phố ấy thì người ta chặn lại không cho xe chạy vào. Thế là nàng bỏ xe và chạy bộ. Nàng chạy trong tâm trạng hớt hải và đầy lo âu. Nàng chạy nhưng không còn biết mệt, không còn biết sợ gì cả. Chung quanh những nơi nàng chạy qua vẫn luôn đầy những tiếng nổ xé trời của bom đạn, và những ngôi nhà, những đường phố đổ sập như tan hoang. Những đám lửa bốc lên từ những nơi bom đạn đang nổ tung và những ngôi nhà đang ngùn ngụt cháy, cùng với những tiếng la thất thanh của biết bao nạn nhân và thân nhân của họ. Với ngút trời của đau thương, chết chóc và đổ nát do chiến tranh gây ra mà nàng lần đầu tiên đã trực tiếp chứng kiến. Nếu là lúc khác, chắc nàng sẽ dừng lại để quan sát, để chia sẻ và giúp đỡ cho biết bao người đang uần quại đau thương, và họ đang rất cần sự ủi an, cứu giúp. Và chính nàng cũng đang rất cần sự cứu giúp, tiếp sức của ai đó. Nhưng nàng chỉ đơn độc trong cả một biển trời đau thương và nước mắt. Bất giác, nàng cất lên tiếng cầu nguyện van xin trời Phật cho nàng mau chóng gặp được người yêu, và chàng vẫn khỏe mạnh đang tìm đường thoát ra khỏi vùng chết chóc này.
Nàng chạy mãi và đi mãi, chạy mệt thì nàng đi, đi bớt mệt rồi thì nàng lại tiếp tục chạy. Và cứ thế, nàng đã chạy qua không biết bao nhiêu khu phố, bao nhiêu con đường. Mấy lần tiếng bom nổ, nàng thấy như kế bên mình. Tiếng nổ và áp suất đẩy mạnh làm cho người nàng nhiều lần muốn ngã xuống, muốn té quỵ. Nhưng nàng đã mau chóng gượng dậy và chạy tiếp và đi tiếp. Nàng vừa chạy vừa chú ý những con đường dẫn đến nơi chàng ở, nơi mà nhiều lần nàng đã đến thăm chàng. Và nàng còn nhớ rất kỹ khu nhà chàng đã ở và làm việc. Trời đã tối dần. Quanh những nơi nàng vừa chạy qua, lắm lần nàng đã thấy có những người chết đang nằm với mình đầy những thương tích, áo quần rách nát và cát bụi bám vào thân thể của họ. Cũng có những người bị thương được vận chuyển bằng cáng và chỉ có hai người khiêng cáng. Họ chạy như bay, như sợ thần chết sẽ bắt họ hay giành lại người thân mà họ vừa tìm thấy, và họ khiêng người bị thương đi tìm nơi cấp cứu. Không có xe cứu thương nào cả, vì xe không thể vượt qua các đống đổ nát để vào được nơi này. Có lắm người bị thương, áo quần rách tơi tả, mình họ đầy máu me, và họ cũng không được cấp cứu ngay tại chỗ bằng cách được băng bó vết thương, bằng những chai dịch truyền hay những bọc máu được truyền cho người bệnh cấp cứu, như nàng vẫn thường thấy khi người ta chuyển các bệnh nhân đến các bệnh viện. Linh tính càng khiến nàng đầy ắp nỗi lo sợ trong lòng. Nàng có hỏi thăm vài người mà nàng đã gặp trên đường nàng chạy, nhưng giờ thì không ai còn bình tĩnh và đủ thời gian để trả lời cho nàng nữa. Ai cũng đi, đứng và làm việc trong tâm trạng hoảng hốt, chỉ mong sao mau thoát ra khỏi vùng nguy hiểm này cùng với người thân của họ. Còn ai chưa thấy người thân thì họ luôn kêu gào rất thảm thiết. Khi nàng đến gần khu nhà nơi người yêu mình ở, thì một cảnh tượng hoang tàn, đổ nát còn hơn cả những nơi mà nàng đã đi qua. Dường như nơi người yêu của nàng ở là trung tâm của chiến sự, nơi gần với chỗ khởi đầu bị oanh tạc, tấn công và bị tàn phá nhiều nhất, nên nàng không còn thấy cảnh ồn ào, không còn nghe nhiều tiếng người nữa, mà là nơi vắng lặng với những xác người và chắc cũng đầy những oan hồn khóc kêu với người thân đang ở nơi xa xôi nào đó. Đấy là một nơi im lặng như đã không còn có sự sống. Bất giác nước mắt nàng trào ra và nàng cứ luôn gào thét gọi tên của người yêu, nhưng không một lời ai đáp lại. Rồi nàng thấy có vài người đi về phía nàng. Nàng hỏi về người yêu của mình, nhưng không ai biết, và họ cũng là những người đang đi tìm thân nhân, nhưng họ đã tuyệt vọng và trở ra. Họ còn nói cho nàng biết là khi chiến tranh bùng phát ngày đầu có rất nhiều người chết, và người ta còn chở được nhiều xác người chết ra ngoài, đi về một bệnh viện nào xa lắm. Nàng nghe họ nói mà choáng váng, và nàng đã ngã quỵ xuống nơi nàng đang đứng. Và đó cũng là lúc nàng tỉnh giấc, với nỗi buồn và nỗi sợ hãi vẫn nguyên vẹn như lúc nàng đang đau đớn đến tận cùng và gần như tuyệt vọng. Mình nàng đầy mồ hôi, ướt đẫm cả áo. Nhưng rồi trong phút chốc định thần lại, nàng cười với mình, rồi cười nhiều hơn nữa khi nàng biết đó chỉ là một giấc mơ.
một cơn ác mộng. Và nàng nhìn đồng hồ thì đúng là đã 3 giờ khuya. Nàng đứng lên đi ra ngoài, định lấy nước uống, nhưng bất giác nàng nhìn thấy cái bàn đang sáng đèn. Nàng giật mình đến thốt cả người, vì người yêu của nàng đang ngồi đó và trên tay anh đang cầm một quyển sách. Anh thấy nàng thức giấc, anh cũng mừng vô cùng vì anh về nhà đã khá lâu. Anh nhìn thấy vợ yêu của anh đang nằm ngủ với dáng vẻ rất mệt mỏi, hốc hác. Anh biết là nàng đã rất chờ anh. Anh không dám gây tiếng động có thể làm cho vợ thức giấc. Anh muốn để vợ yêu được ngủ ngon. Thế là anh ra bàn ngồi đọc thơ tình và chờ cho vợ thức giấc giữa đêm. Anh chắc là nàng sẽ thức giấc, vì khi ta ngủ trong nỗi niềm rất chờ đợi ai đó thì khó mà yên tâm để có một giấc ngủ dài lâu. Và đúng như thế, anh không phải đợi lâu. Nàng kể lại giấc mơ hãi hùng cho anh nghe. Anh càng nghe nước mắt càng chảy, vì anh biết vợ anh rất chờ đợi, rất yêu thương anh, rất lo lắng. Và vì yêu thương quá nên trong nỗi đợi chờ, ai cũng có những nỗi lo, có khi rất vu vơ về người thân của mình. Biết có xảy ra điều gì ảnh hưởng đến thân thể và tính mạng nên sẽ dễ có những cơn ác mộng mà ta tưởng như là thật vậy. Trong cơn ác mộng ấy, tình yêu thương như đã biểu lộ ra với tất cả những nỗi lo lắng, có khi rất hãi hùng như chuyện có thật. Và chỉ khi tỉnh giấc thì ta mới biết, và chừng đó thì không có nỗi mừng vui nào lớn hơn khi biết là mọi việc chỉ là một giấc mơ quái ác, nhưng rất là dễ thương và rất là đáng yêu. Anh thương vợ nhiều quá, và vợ anh cũng quá mừng, quá thương anh, vì anh vẫn còn nguyên vẹn và đã về với nàng. Rồi họ ôm nhau, hôn nhau rất nhiều, và chắc là họ còn nhiều việc sẽ kể cho nhau, sẽ làm cho nhau để thỏa nỗi thương nhớ, lo lắng, đợi chờ. Nhất là cô ấy, cô đã rất mừng, sẽ nhớ mãi giấc mơ thương chồng. Và ta chắc rằng họ sẽ luôn yêu thương nhau thật nhiều, và mãi mãi yêu thương nhau ngày càng nhiều thêm. CD thơ Thiên đường tình ái 1 của tác giả bác sĩ Lê Trọng Kim. Kính thưa quý vị, để giới thiệu cho loạt video ngâm thơ với chủ đề Thiên đường tình ái, từ video thứ nhất đến video thứ 24 của tác giả thơ bác sĩ Lê Trọng Kim, chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một truyện ngắn do chính tác giả viết. Xin quý vị dành chút thời gian nghe truyện ngắn của tác giả trước khi quý vị thưởng thức những vần thơ của ông. Truyện ngắn ấy có tựa đề là Tình Thiên Thu Ba. Cô gái ấy rất hiền, rất giỏi giang, và cô rất đẹp. Đẹp như một công chúa và dáng vóc như một bà hoàng. Nhìn vào ai cũng nghĩ cô là một người trí thức và sang trọng. Cô rất chăm chỉ làm việc, và cuối tuần cô thường dành thời gian để thả bộ dạo quanh bờ sông hay các bãi biển gần nhà,
tìm chút thư giãn và thả theo những áng mây chiều lơ lửng. Và cô thích nhìn những bãi bờ phẳng lặng trong cảnh sắc chiều hoàng hôn buông xuống. Cô cũng thích ngắm mặt biển chiều bao la, và ở một nơi phía cuối chân trời của biển là vầng dương đang dần khuất. Cũng có khi cuối tuần cô đi khá xa nhà để ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên xinh đẹp, hay khám phá những vùng mà cô chưa biết nơi đất nước xinh đẹp mà cô mới vừa định cư sinh sống ở vài năm qua. Nhưng sáng nay, sáng thứ bảy này, cô dậy sớm hơn thường ngày. Sau một đêm nằm chằn chọc không ngủ, và mắt cô như luôn đẫm lệ vì một nỗi lòng đang chứa nặng sau một sự cố quá lớn trong cuộc sống của cô. Cô lặng lẽ rời nhà, chỉ để lại vài lời cho người mà cô rất mực yêu thương, và cô biết người ấy chắc cũng đã chằn chọc suốt đêm như cô, và cô lầm lũi ra đi. Cô không biết mình là mình sẽ đi đâu, đi về hướng nào và sẽ đến nơi nào. Chỉ biết là cô phải đi, vì tâm trí cô như đã không còn cho cô được nằm, được ngồi hay được đứng để nhớ và hối tiếc những gì đã xảy ra, hay được khóc, được thương, được nói lời yêu thương với người mà cô đã hết lòng yêu thương. Dù cô biết là người ấy cũng sẽ luôn hết lòng yêu thương cô và sẽ tha thứ cho cô, cho dù cô phạm phải bất kỳ là điều lầm lỗi nào. Nhưng vì lòng tự trọng, vì lòng tự ái, cô không cho phép mình nói thêm gì nữa với người ấy. Khi lòng cô đã quá đớn đau, buồn tủi và cũng có chút tổn thương, khi cô và người cô yêu thương có chút cãi vã nhau, mà lời qua tiếng lại trong lúc buồn, giận nhau, thì ai dù yêu thương nhau đến rất nhiều cũng có khi lỡ làm cho nhau bị tổn thương. Cô cứ lầm lũi đi. Cô đã đi qua bốn ngọn núi với biết bao cây xanh trồi tốt, biết bao những bông hoa đang nở tươi đẹp chào đón cô, gió cũng mát và lá rừng khua xào xạc, kèm tiếng chim hót líu lo trên cành. Nhưng lòng cô đang đầy lệ ứa trào dâng, nên cô như không nghe, không thấy gì cả. Chỉ có lần cô dừng lại nhìn lên một tổ chim, cô thấy đôi vợ chồng chim đang trải lông cho nhau bằng hai cái mỏ xinh xắn, rồi nước mắt cô càng trào dâng. Cô cũng dừng lại và đứng nhìn một gia đình nhà vượn. Nhà vượn cha, vượn mẹ cũng ôm nhau âu yếm và trao chú vượn con cho nhau. Cô thấy lòng mình như nức nở một niềm đau. Những con vật, chúng cũng rất biết yêu thương và rất ấm áp bên nhau. Cô vẫn tiếp tục đi, và cô băng qua ba cánh đồng mà người nông dân đang trong những ngày gieo mạ. Cô đã thấy rất nhiều đôi vợ chồng nông phu bên nhau. Họ cười nói rất vui, dù áo quần họ lấm lem bùn đất và họ đang phải làm việc giữa trời trưa nắng gắt. Ôi tình yêu! Và tình người sao ấm áp đến thế? Sao người ta vẫn hết mực yêu thương nhau? Họ vẫn luôn vui vẻ mà bất chấp những nhọc nhằn gian khó trong đời sống của họ. Chỉ cần được vui lên bên nhau là như đời họ đã là hạnh phúc lắm rồi. Cô chợt nhớ là mình cũng đang có một tình yêu rất nồng nàn, rất tha thiết, rất ấm nồng. Nhưng sao mình lại phải ra đi? Nhưng rồi cô nhớ lại lỗi lầm của cô, và cô lại rơi nước mắt. Cô không còn nhìn thấy đường để đi nữa. Cô phải dừng lại lau mắt, và hồi lâu cô mới đi tiếp được. Cô lại băng qua hai con sông, ngồi trên chiếc đò nhỏ đông đưa trên sóng nước. Cô thấy sinh mệnh của mình như rất mong manh trên dòng sông lớn. Nhưng cô lại chăm chú nhìn những chiếc thuyền chài
khi chiếc đò chở cô đi ngang qua họ. Ôi, đời sao có những người như không biết buồn, không biết khổ cực là gì. Mà họ như thấy trong gian khó thì họ như càng ấm áp thêm. Phải chăng vì họ có một tình yêu và họ đang ngày càng vun đắp cho tình yêu ngày càng nồng ấm thiết tha hơn. Và cô cứ nghe cô gái vừa chèo thuyền vừa ca hát, còn chồng cô thì vừa quẵng chài bắt cá, vừa sung sướng lắng nghe lời hát trìu mến của vợ yêu. Nhưng rồi cảnh chiều buông trên sông nước buồn vắng lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ bên thuyền. Nhìn về phía chân trời xa, mặt trời dần khuất bóng và màn đêm đang bao phủ. Cô cảm thấy mình đang bơ vơ lạc lõng giữa trời đêm mà cũng chưa biết là mình sẽ đi về đâu, đi đến đâu. Lòng cô giá rời giữa cảnh trời đêm vắng lặng. Đò cập bến, cô lên bờ và lầm lũi đi tiếp. Chỉ chút thì cô đã ra đến biển. Trời đã tối đen, cô nhìn biển chỉ thấy mênh mông một màu đen. Trời đầy sao, đêm không trăng, gió thổi mạnh, lạnh lùng, và tiếng sóng ầm ào vây bùa bên cô. Lòng buồn đau, đời tăm tối, như cuốn cả cô vào một biển trời đau thương vô cùng tận, như sự vô cùng và bao la của biển cả. Cô ngồi xuống bãi cát và rồi, vì đói và mệt, cô ngủ thiếp đi từ lúc nào. Và cô đã mơ. Trong mơ, cô thấy có một người con gái xinh đẹp đến bên cô. Mà trong trí cô nghĩ đó là nàng tiên cá. Như trong những câu chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi mà lúc còn nhỏ cô đã thường đọc, nàng tiên cá đến bên cô vỗ về cô, và nàng khuyên cô hãy mau chóng trở về với người tình mà cô đã hết lòng yêu thương. Nàng tiên còn nói với cô là nếu cô về trễ thì cô sẽ phải rất hối tiếc. Đến lúc này thì cô gái chợt hiểu là người yêu của cô thường than với cô là anh ta có bệnh tim và bệnh cao huyết áp. Thế là cô gái đã vùng chạy đi, cô đã quên cả lời cảm ơn nàng tiên cá. Cô như thấy không còn nỗi đau nào nữa trong lòng, cũng không còn chút lòng tự ái, không còn thấy có chút tổn thương lòng nào cả, mà lòng cô như đang ngập tràn một niềm yêu thương, hối hận, lo lắng và sợ hãi. Cô như không còn biết đến khổ đau và mệt nhọc, và lạ thay, khi cô đi thì phải rất lâu mới ra đến biển, nhưng khi cô về thì trong phút chốc là cô đã đến nhà. Cô không còn thời gian để kêu cửa, cũng không còn lên tiếng, mà cô đã xô mạnh cánh cửa và cô tung cửa chạy vào. Cô thấy người yêu của cô đang gục đầu lên bàn và trước mặt là chiếc máy vi tính còn sáng màn hình. Và cũng đúng lúc ấy, người yêu của cô mở mắt nhìn cô với đôi mắt ràn rụa và vẻ mặt rất bơ phờ hốc hác. Sau một ngày anh ta đã tìm kiếm, đã chờ đợi và kêu gào rất thảm thiết vào máy tính bằng những tin nhắn và những cuộc gọi mà không thấy người vợ yêu thương của mình lên tiếng, và anh đã lịm đi. Thế rồi cả hai người họ đã ôm chặt lấy nhau, họ vừa khóc vừa hôn nhau rất thắm thiết. Có lẽ họ đã thương yêu nhau nhiều lắm, rất nhiều, và cũng có lẽ họ lầm lỗi của họ như bay biến vào bầu trời bao la.
hay sẽ chìm vào tận đáy sâu của biển cả, và đời họ chắc sẽ không phải một lần nào như thế nữa. Cũng có lẽ là họ sẽ chỉ còn dành lòng yêu thương nồng nàn tha thiết cho nhau, và cũng có lẽ từ ấy họ bớt đi lòng tự ái, sẽ không còn cảm thấy tổn thương nhiều nữa mỗi khi một trong hai người lỡ có làm điều lỗi với người kia. Và cũng có lẽ họ đã nhận ra rằng tình yêu mới là chính. Họ biết họ vẫn luôn yêu thương nhau nhiều mới là điều quan trọng nhất, và những thứ tự ái lòng thấy tổn thương vụn vặt kia không thể nào giết chết được cái tình mà họ đã hết lòng yêu và đã hết lòng thương nhau. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một số bài thơ trong tập thơ Thiên đường tình ái thứ nhất, qua các giọng diễn ngâm nghệ sĩ Hoàng Đức Tâm, Phan Xuân Thi, Bích Ngọc, Thu Thủy và Thủy Dương. CD thơ Nắm và Buông của tác giả bác sĩ Lê Trọng Kim. Kính thưa quý vị, tình yêu có nhiều con đường, nhiều lối, mỗi người đi trên một con đường, một lối riêng của mình. Nhưng có nhiều người, con đường tình của họ còn có nhiều ngõ ngách mà không ai có thể biết trước. Có khi chính người trong cuộc cũng không lường trước được những lúc họ rẽ lối, đâm ngang vào một con đường khác hay chui vào một hang cùng ngõ cụt nào đó. Rất rắc rối cho ai muốn định nghĩa tình yêu là gì cho thật đầy đủ mà ngắn gọn. Nhà thơ tình Xuân Diệu có lúc được người đời đặt cho ông biệt danh là ông Hoàng thơ tình. Trong thời kỳ thơ tiền chiến thịnh hành nhất, biệt danh này dường như chỉ có một mình Xuân Diệu thôi. Thế nhưng ông cũng chỉ ngập ngừng khi muốn định nghĩa tình yêu. Làm sao cắt nghĩa được tình yêu? Có nghĩa gì đâu một buổi chiều, nó chiếm hồn tôi bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Đúng là ông chẳng có cắt nghĩa được gì cả, mà chỉ nói nó xâm nhập vào lòng người như thế nào thôi. Lại lần khác thì ông nói, ai đem phân tích một mùi hương, hay bàn cầm ca tôi chỉ thương, chỉ lặng lẽ trôi theo dòng cảm xúc, như thuyền ngư phủ lạc trong sương. Rất đúng, tình yêu là cảm xúc, giống như khi ta ngửi một mùi hương nồng nàn, hay thưởng thức một bài hát hay, nếu tách ra từng nốt nhạc thì sẽ không là gì hết và rất vô nghĩa. Và vì quá say đắm trong niềm xúc cảm mà quên đi nhiều thứ ta phải nghĩ, ta phải làm cho tình, nên rồi sẽ có người. Yêu là chết ở trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà chắc được yêu, cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu, người ta phủ hay thờ ơ chẳng biết. Thì ra yêu là như vậy, thấy muốn yêu
đáng yêu là cứ yêu, mặc cho người ta có yêu lại mình hay không. Mặc cho tình yêu có đi đến trạng thái mừng, vui hay sẽ buồn phiền cho lòng, thì ta vẫn cứ yêu. Và thế cho nên có khi ông phải thở than: người ta khổ vì thương không phải chỗ, yêu sai duyên và mến chẳng nhầm người, có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi. Người ta khổ vì xin không phải chỗ, để rồi người ta khổ vì cố chen ngõ chật, cửa đóng bưng mà càng quyết xông vào. Rồi khi bị thương người ta giữ gươm đao, không chịu chữa cho lành thú độc. Đúng là không gì liều hơn yêu, đó là ta chỉ mới nói đến bước khởi đầu của yêu, yêu và được yêu thôi. Còn nếu tính từ lúc được yêu cho đến đích cuối cùng của tình yêu, là hôn nhân, là cuộc sống lứa đôi, là giữ cho lửa tình vẫn mãi bùng cháy và ấm nồng đến suốt cả cuộc đời ta, cho đường tình rợp bóng hoa lá xanh màu, đừng có ai rẽ lối chia đường, thì đúng là ta như mờ mịt và mây mù có thể răng mắc phủ che đường tình ta đi bất cứ lúc nào. Không gì liều hơn yêu, khi ta trao cả tấm thân ta, cả tâm hồn và thể xác, với tất cả thời gian dài lâu của cuộc đời mình, để được gắn kết chặt chẽ với cuộc đời của một ai đó, để rồi sẽ là cùng chung cuộc đời, cùng chung một số phận với người đó. Tình yêu là thế, ta hấp tấp, ta vội vàng, ta rộn ràng, ta xao xuyến rung động lao vào, bởi vì tình sẽ đem lại cho ta những niềm vui và nỗi mừng, như không có gì vui hơn, không có gì mừng hơn đối với ta trên thế gian này. Nhưng cũng sẽ không có gì buồn hơn, không có gì dày xé lòng ta cho bằng nỗi buồn do tình mang lại. Khi ta yêu mà không được yêu, hay được rồi lại bất hạnh vì yêu, nỗi khổ của thất tình dường như có không ít người đã xem như không có gì khổ hơn trên đời này. Vì thế mà đã có bao người vì quá cuồng vọng tính, thiếu suy nghĩ, thiếu bình tĩnh, đã đẩy cuộc đời mình rơi vào vực thẳm, để rồi không còn được vui sống, thậm chí có khi là họ không còn được sống trên đời này nữa. Chỉ vì yêu sai, và khi biết mình yêu sai thì lại nghĩ sai và hành động sai vì tình yêu sai đó. Tình là thế, ngọn lửa yêu thương không phải khi đã yêu rồi, khi đã nên đôi là lửa sẽ tự nhiên cứ mãi cháy bùng, mà lửa ấy rất cần được chăm chút từng chút một, và chăm chút suốt cả cuộc đời ta. Việc chăm chút ấy không phải là khó lắm với nhiều người, nhưng có khi lại là rất khó với một số người. Và thế là lửa tình có khi sẽ nguội lạnh dần rồi tắt hẳn, chỉ còn lại đống tro tàn lạnh lẽo, mà họ vẫn không còn muốn khơi lại lửa hồng cho tình nồng ấm lại. Không gì buồn đau, và dường như cũng không có gì oán hận, cho bằng đã một thời yêu thương mặn nồng, đắm đuối bên nhau, giờ đây lại ra vẻ nhạt phai lạnh lùng. Nỗi khổ tình chất ngất vì bị rẻ rúng phôi pha, cũng vì thế mà nhiều người đã cảm thấy đầy khổ đau và nước mắt.
suốt đời khó phai mờ trong lòng, trong tâm trí cho được. Ôm một khối tình buồn, sống với một mối tình buồn, là nỗi khổ đau ngất trời luôn dằn vặt, dày xé cả tâm can, mà bao người phải chịu đựng. Vì thế nên việc cố nắm hay hãy buông, một tình buồn là điều mà người trong cuộc cần phải cân nhắc cho kỹ lưỡng và dứt khoát. Và tập thơ này như có mang một chút suy tư đó. Nếu như quý độc giả dành ra chút ít thời gian để đọc lại vài bài dưới đây, chắc quý vị cũng sẽ nhận thấy như tôi vậy. Tôi xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị độc giả tập thơ này của tác giả là tập thứ 19 và là tập thứ 10 với cùng tên Những Chuyện Tình. Rất đáng để chúng ta dành chút thời gian quý báu để có chút vui với thi ca, với lời thơ rất xa diết, những tiếng nói từ một cõi tình, nơi mà ai trong chúng ta cũng đã và đang yêu. Chắc các bạn cũng như tôi sẽ thấy có vài triết lý nhân sinh trong ấy. Chân thành cảm ơn quý vị đã nghe lời giới thiệu này của tôi. Sài Gòn, ngày 20 tháng 5 năm 2019, của tác giả bác sĩ Lê Trọng Kim. Thơ tình sẽ luôn không thừa với cuộc sống. Trong bảy thứ tình của con người, hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục, thì ái tình có lẽ là thứ tình mà mỗi người chúng ta đã từng có, đang có và sẽ có nhiều nhất trong cuộc sống hàng ngày và dài lâu. Qua bao năm tháng của đời ta, ta yêu kính ông bà, cha mẹ, thương yêu anh em ruột thịt, yêu nước non, yêu đồng bào, đồng loại, yêu vạn vật quanh mình, yêu thích thiên nhiên xinh đẹp bao la hùng vĩ, yêu phong cảnh núi sông, yêu hoa thơm cỏ lạ, và còn biết bao nhiêu thứ để cho ta yêu và thích. Nhưng có lẽ tình yêu nam nữ là thứ ái tình mà ai bình thường trong đời cũng ít nhất một lần, một giai đoạn nào đó đã yêu đến cung bậc tận cùng của chữ yêu. Những thứ tình trên có thứ ta ít khi cần đến, chúng ít khi xuất hiện trong ta, và nếu có xuất hiện thì ta cũng muốn cho chúng mau hết, mau nguôi, mau qua, cho tâm ta được mau bình thản trở lại. Thí dụ như với tình cuồng nộ, ít có ai cứ mãi để tâm giận ai nhiều và giận mãi không quên, trừ khi những người nào họ rắp tâm muốn trả thù, trả oán cho nhau. Chữ ố cũng thế, và chữ ai cũng vậy. Nếu như ta muốn cho lòng ta không quá âu lo những chuyện đã qua rồi, những chuyện mà ta đã không được như ý, và nếu như ta không muốn tâm trí ta luôn bấn loạn vào những việc không hay đã gây ra những nỗi lo, những nỗi buồn đó trong lòng ta, để ta còn có năng lực mạnh mẽ đứng lên và đi tiếp đường đời, thì ta thường muốn cho chúng hãy mau qua, mau rời khỏi lòng ta, hay sẽ mau chóng phai mờ trong tâm trí của ta. Nhưng với chữ ái thì ngược lại, ta càng giữ được nhiều trong lòng ta, thì lòng ta
như sẽ càng giàu thêm niềm vui, giàu lòng yêu thương, lòng trắc ẩn, lòng thấu hiểu, cảm thông và sẻ chia. Nhờ thế mà tâm hồn ta sẽ trở nên thanh thản, cao thượng, phẩm giá của ta cũng được nâng lên và dường như ai cũng yêu mến, tôn trọng ta. Và nhất là ái tình trong tình yêu lứa đôi, khi lòng ta đã thực sự yêu ai thì tình đó như chất ngất, say mê, nhớ và thương, như lên tận đỉnh của lòng mình. Ta luôn muốn và ước ao tình ấy sẽ ngày càng nồng thắm và vẫn còn nồng nàn tha thiết mãi trong ta. Cho dẫu là tình có trải qua sóng gió bão giông, thậm chí là khi tình có phai người đã chia xa, hay nếu lỡ tình có ly biệt người đã biệt ly, thì lòng ta vẫn còn mãi niềm nhớ thương, nuối tiếc đến vô vàn. Chính vì thế mà ái tình luôn là đề tài chính, là một lãnh vực vô cùng phong phú như vô hạn, vô biên, để cho bao văn nhân, thi sĩ, nhạc sĩ cứ hoài nghiền ngẫm suy tư, cứ mơ mộng mãi để viết ra rất nhiều câu chuyện tình, những bản nhạc tình, những áng thơ trữ tình mà vẫn còn viết mãi như không bao giờ hết ái tình của cõi người trên thế gian này. Những câu chuyện tình lâm ly trong văn chương, trong thơ tình, trong nhạc trữ tình ấy có muôn hình vạn trạng, với vô vàn những cung bậc của ái tình. Em trong thơ trữ tình không những là người vợ, người yêu, người bạn hay bất kỳ một người con gái nào đó, mà em còn có thể là trăng, là gió, là hoa, là cỏ. Em cũng có thể là một dòng sông, một con thuyền đang lững lờ trên sóng nước, là một dòng suối hiền hòa đang róc rách, hay sẽ là bất cứ thứ gì mà thi sĩ thấy có thể dành cho một tình yêu và sẽ nhân cách hóa để biến thành tình nhân của một đối tượng nào đó mà thi nhân muốn. Về mục đích của tác giả là chỉ để nói lên một mối tình, tạo nên câu chuyện tình yêu thay cho hai con người. Và anh cũng thế. Anh có thể là chàng, nhưng cũng có thể là một gốc cây, một hòn đá, có thể là gió, là mây, là núi non, hay là biển cả, là bờ cát. Bởi vì ái tình với loài người thì ở thời nào cũng có và ở đâu cũng có. Thế thì ta đâu cần phải đặt tên, đâu cần phải biết rõ tên của chàng và nàng thì mới có một tình yêu. Mà tình ấy là vô số, và với óc tưởng tượng, mộng mơ thì thi nhân có thể cho họ yêu theo cách nào là tùy vào sức tưởng tượng của mình. Miễn là cách yêu ấy không có ở nơi này thì cũng sẽ có đâu đó trong cõi người. Có điều là tình ấy phải đẹp, nếu không đẹp về khía cạnh này thì cũng sẽ đẹp về phía cạnh khác, hoặc sẽ để lại trong dư hương, dư vị cho nhân văn và nhân phẩm của con người. Không những trong thời đại thi nhân đang sống mà giá trị văn hóa ấy có khi là sẽ trường tồn, vượt lên cái giá trị của thời đại và trở thành vĩnh cửu. Như đức hy sinh, tính chan hòa, lòng san sẻ, lòng cảm thông và khoan dung trong tình yêu là một thí dụ.
Và với thi sĩ tình yêu thì họ đâu chỉ có một vài mối tình đã qua hay hiện tại trong cuộc sống của họ. Ngoài những mối tình của bản thân, người thi sĩ tình yêu còn có trong trí của họ vô vàn những mối tình khác. Và nếu như tình ở đời thực của họ là tình ấm êm, tình nồng nàn tha thiết, luôn tràn đầy hạnh phúc, thì tình trong thơ của họ không những là nồng nàn, ấm êm trên mỗi bước đường tình, mà họ còn viết được mọi trạng huống tình của người khác, những tình giang dở khi chưa chung bước, những tình chỉ đến giữa đường rồi hai người hai ngả, hay những tình khi đang nồng thắm rồi vụt vỡ tan mất mát do đời hay do trời gây ra, những tình sầu, tình đau khổ phải đợi chờ biết bao năm tháng mà vẫn chưa thấy người về. Những tình dối gian, những tình lừa đảo, những tình để lại với vô vàn những khổ đau và nước mắt khi một kẻ rất chân thành yêu thương tha thiết, còn người kia thì thay lòng đổi dạ, những tình yêu thương nồng thắm rồi bỗng vì một lý do nào đó có khi rất nhỏ nhặt, bỗng chốc họ lại trở thành những kẻ thù hận nhau suốt cuộc đời, cũng không muốn nhìn thấy mặt nhau. Ôi, cõi tình ái có biết bao là những thứ ái tình và thi nhân tùy theo óc quan sát, trí tưởng tượng của mình mà làm ra những áng thơ tình lâm ly, với bao tình tiết vui buồn, sung sướng, khổ đau, làm lay động lòng người, làm rung cảm lòng người. Để những ai khi đọc thơ như thấy mình đang có trong thơ mà nhỏ lệ sầu đau với thơ, và những nỗi sầu đau trong lòng họ cũng thấy như vơi đi ít nhiều. Vì cảm thấy cái tình của mình, cái nỗi lòng của mình cũng có người cùng cảnh ngộ và đã có người đồng cảm sẽ chia với mình. Hoặc nếu tình của họ không giống như tình bi ai trong thơ thì lòng họ cũng rung động cảm thương cho những ai tình đường tình trắc trở, duyên đau sầu, đời bị vùi dập để cả đời hạnh phúc tình như không đến với người trong thơ được nữa, hay chỉ đến trong ngắn ngủi rồi vụt trôi mất đi. Và họ cũng sẽ cảm thấy tình của mình, niềm hạnh phúc mà mình đang có như tăng thêm lên vậy. Nhà thơ là thế, thi sĩ tình yêu là thế, anh viết về tình, nhưng tình của mình sẽ không nhiều, và tình của người, tình của nhân thế mới là nhiều. Nhưng dù là tình của mình hay là tình của thế nhân thì những thơ tình ấy nếu không vận vào tình của người này thì cũng sẽ vận vào người khác. Có khi là rất nhiều người, nhưng ở đâu đó trong cõi đời này, hay có khi là những tình từ ngàn xưa cũng đã có, và cũng có khi là tình từ truyền thuyết, từ sử sách mà nhà thơ viết lại thành thơ. Chẳng hạn như chuyện Kiều, câu chuyện của nàng Kiều từ 300 năm trước và cũng từ sách, nhưng đã được đại thi hào Nguyễn Du viết lại qua ngòi bút của mình, đã trở thành một chuyện tình lung linh đầy thương cảm và xúc động, đầy tính phê phán với một xã hội còn nhiều bất công và đầy rẫy những tội ác. Thơ là một môn nghệ thuật có sớm nhất và so với tất cả các môn nghệ thuật khác, từ thuở con người chưa có chữ viết, họ đã biết làm thơ để thể hiện tình người,
tình yêu, những kinh nghiệm sống, những phê phán về cái xấu, cái tốt của đời, cốt sao làm cho đời, cho cõi nhân sinh này ngày càng tốt thêm lên, với những tiêu chí về chân thiện mỹ chân chính. Bằng những lời ca, tiếng hát có vần điệu dễ hiểu, dễ thuộc và dễ nhớ, thơ đã hình thành những tình cảm đẹp nơi con người, đã làm nên phần lớn tâm hồn và nền văn hóa của con người từ thuở sơ khai. Ngày nay, dù con người đã sang thời đại công nghệ thông tin rất phát triển, người ta trở nên sống nhanh, ít dành ra những giờ phút để sống chậm và suy nghĩ về người, về tình và về đời. Phải chăng đây là một khiếm khuyết trong tâm hồn của ta, và để điều chỉnh nhịp sống cho tâm hồn ta có đi vào chiều sâu thêm chút, thiết nghĩ ta cần đọc những tập thơ hay là điều cần thiết lắm vậy. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 2 năm 2018. Tác giả: bác sĩ Lê Trọng Kim. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số bài thơ của tác giả. Mở đầu là bài Bước Tha Hương qua giọng diễn ngâm của nghệ sĩ Thùy Dương.